Kiểm tra xem cái bì màu đen này có gì. Cái bì màu đen này là có tài của người lớn. Tài của người lớn. Đây mình chụp quay để anh Bảy làm hình background. Đây có tài của người lớn rồi nha mọi người. Các cái quần chỉ bao. Đây rồi và đây là hai thanh niên của chúng ta, hai nhân vật chính. Hôm nay hai thanh niên này đã nhặt được một cái túi và bên trong là chứa một chiếc điện thoại. Rồi. Rồi em lượm vào đâu em nói? Lượm đâu? Dạ em lượm trên đường chỗ Trung Trinh. Trung Trinh hả? Dạ. Lượm hay là đi ăn trộm của người ta? Lượm. Lượm vào con đây. Mày đi chung hả? Đi chung á. Đi chung mà lượm vào đâu? Lượm vào chỗ nào? Lượm trên đường Trung Trinh á. Có trong đấy có cái cặp. Có cái cặp hả? Ngay đầu tiên là có táo bao bì. táo bao bì. Ngăn đầu tiên là có táo bao bì. Rồi gì nữa? Là quần áo chị em. Rồi cũng có quan ngăn thứ hai thì thấy 40 và cái đây. Điện thoại. 40.000. Cái kia rồi. 40.000 và cái điện thoại hả? Vậy 40.000 đâu rồi? 40.000 thì quá. Ý là mấy hai chú này nói 40.000 là lỡ đói bụng quá là ăn bánh mì và ăn chè hết rồi. Và bây giờ còn lại một cái điện thoại. Đâu để anh coi nào. Đây là cái điện thoại Samsung Galaxy. Qua đây không biết. Đấy, anh nào thấy quen thì liên hệ để nhận lại nhá. Liên hệ đến Trịnh Gia để nhận lại nhá. Đấy, ai nhặt được thì liên hệ. Hiện tại thì nó đã bị yếu pin, không biết lý do gì nó cũng mua rồi. Lâu không? Mấy ngày? Đó, Galaxy Android X2 đây. Nếu như mà ai nhặt được, nếu như mà ai có mất thì hãy liên hệ để nhặt lại nhá. Còn cái cặp cái tả đấy là tả mới hay tả cũ? Dạ tả mới. Dạ mày ăn xuống luôn quay phim cho biết. Rồi hai thanh niên này nhặt được của rơi và muốn trả người đánh mất như trả cho người mất nhá, nhưng mà lỡ ăn đói bụng quá ăn hết 40.000 rồi nên không sao. 40.000 cũng chả đủ thiếu gì. Còn ai muốn nhặt được cái điện thoại này chắc tầm giá đây, cái này tầm giá mà mua mới chẳng phải tầm 3 triệu. Đấy. Mấy con nghiêng về chỗ đây. Sao? Xa hay gần? Gần à? Chị xuống kêu chút à? Hay là thôi mày dẫn anh đến chỗ đấy để anh coi thử của ai người đấy nhận. Đây. Lấy xe đạp đây. Đấy, và anh em tôi sẽ đi theo hai bạn trẻ của chúng ta đấy, để xem hiện trường vụ án vụ án nó xảy ra như thế nào nhá. Đấy, và để xem thử còn sót lại gì không. Đấy, ok. Đây hả? Top đủ xe tụi bay dục bên cạnh vậy. Đây cặp của đứa nào đây? Cặp của men đứa nhỏ. Cặp của sinh. Đây, đây là hiện trường. Đâu em nhặt được ở chỗ nào? Đây. Ý là em được nhặt được ở cái cặp đấy ở đây luôn hả? Dạ. Rồi và đây là hiện trường nha các bạn. Lắc lại cầm máy anh cái lắc. Đây tên của đứa nhỏ nè. Của Superman. Đang quay. Cầm Superman con. Con của Superman. Chưa thấy không? Đây là cái túi mà các bạn trẻ của chúng ta nhặt được. Có cả thân quần này hay là thân quần ở đây? Thân quần ở mới lấy ra có. Ở trong đây hả? Đây cái điện thoại tham nha. Rồi bỏ đây. Dạ. Và những cái quần của Mami nhá. Quần không biết quần của trẻ nào đây. Thôi tạm thời nhặt vào đây cho. Có cái bị đen này kìa nhỉ? Màu đen. Kiểm tra xem cái bì màu đen này có gì. Cái bì màu đen này là có tài của người lớn. Tài của người lớn. Đây mình chụp quay để anh Bảy làm hình background. Đây có tài của người lớn rồi nha mọi người. Các cái quần chỉ bò. Quần chỉ bò. Thôi dù sao cũng là của người ta nên thôi mình bỏ vào đây. Thì
Nhặt được con rồi, tạm thời nhặt luôn. Đây. Đấy, quần đây, quần của cả mẹ đây. Cả không biết là cả mẹ nào nhưng mà thôi tạm thời đấy. Rồi còn gì nữa không? Nhìn thử. Còn nhìn cái tả nè. Thôi cái tả đấy bỏ đi. Thì cơ bản trong cái kia. Đâu cái điện thoại đâu? Cả nãy làm nhặt điện thoại ở ngăn nào? Ngăn đây đúng không? Rồi thôi bỏ vào đây nhá. Chắc là nhỏ nào nó đi chơi. Ngăn đây, ok. Đây, chắc là được, gia đình nào đi đi, đi 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 chơi xa. Đi chơi xa này. Thì trong cái túi này ngoài điện thoại giá trị nhất thì còn có một cái giá trị hơn, đó là cái bì màu đen cái đấy. Đấy, cả người lớn. Ok. Ok mình đây. Của bạn nào đây? Còn lại đây không? Hai đứa lại đây không? Đây, đứng lại. Đây. Rồi và này là túi của hai đứa này đã nhặt được nhá. Rồi em có đôi lời nhắn nhủ gì đấy không? Nếu ai cảm mắc thì liên hệ đến số mà là nhắc tôi tỉnh gia. Ừ. Để lấy lại cái túi trong đó có điện thoại. Rồi. Giá trị có bị màu đen. Có bị màu đen rồi, ok. Rồi và các bạn nào có thể thấy là em tên gì? Em tên gì? Minh Hiếu. Minh Hiến em. Dạ, Quý. Ờ, bạn Quý và bạn Hiến. Đấy, hai bạn sẽ trả lại cái túi này nha mọi người. Ai nhặt được thì vui lòng liên hệ nha. Cái này là sự thật nha, mình không dàn dựng nha. Cái này là sự thật. Đấy, ai nhặt được thì hãy vui lòng liên hệ nha. Nhận lại điện thoại và nhận lại những cái đồ vật dụng cá nhân. Đấy, của mẹ và bé. Ok. Và sau cái clip này thì mình có nhắn nhủ đến các bạn một điều là nếu nhặt được của rơi ấy, của ai, bất kỳ của ai có giá trị lớn hay bé thì hãy liên hệ đến cơ quan chức năng để trả lại cho người mất. Đấy, hoặc là những người lớn tuổi hơn có uy tín như mình chẳng hạn, đấy đúng không? Như anh chẳng hạn. Ok. Và mình sẽ trả lại và các bạn trẻ sẽ trả lại món đồ này cho tất cả mọi người hoặc cho những người mà đã bị mất. Ok. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhớ like, subscribe và chia sẻ để mọi người cùng biết đến clip này nhá.